rất là lớn luôn. Mình nghĩ chắc khoảng 1, 2, 3 mét rưỡi hoặc là 4 mét gì đó. À, nó hút két vô miệng nó xong rồi nó xả két ra bằng mang hả? Đang hút két vô. Đang hút két vô. Đó, 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 xả ra bằng mang kìa. Đó, đó, đó. Ô, hay à. Hay à. Cá ali đủ màu luôn. Cái hồ rất là đẹp luôn. Nhìn rất là sinh động. Đẹp ha. Rất là đủ màu, rất là sinh động. Các bạn thấy xa xa đây là giống mèo servo. Bún pháp nè, bún pháp nè, bún pháp nè. Bóng sóc nè, bún pháp nè. Cái gì quên lại, bú đồ nè. Cô ghi nè. Con bự này là bú đồ standard ha bạn. Bú đồ tư tưởng. Hello, mình là Nam Ngô. Còn mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô, vẫn là mình đây. Vẫn đang ở Best Coffee Garden luôn ha. Ok, con tên gì giới thiệu mọi người luôn kìa. Con của bà Phong, tên gì? Dạ, con tên là Trần Bảo Ngọc. Trần Bảo Ngọc hả? Có yêu thích động vật không? Dạ, con thích biển, cá lồng sáng đồ nhiều lắm. Thích cá, thích màu sáng đồ nhiều lắm hả? Nay con mấy tuổi rồi, lớp mấy rồi? Dạ, hôm nay con lớp 9 rồi, hôm nay con là học lớp 4. À, nay 9 tuổi, học lớp 4. Ồ, quá tuyệt vời luôn. Mỗi lần lên chỗ bắt quà chơi vui không? Quá là vui luôn bạn. Hầu như là đi quay clip là gặp hoài luôn. Rất là gành luôn, dẫn mình đi nữa chứ. Với lại ở dưới cái hồ cá bò Nam Mỹ này á, con hay đi vô cái chuồng đó để gặp con lạc đà Obaka. À, lạc đà Obaka có cho bạn ăn không? Có. Có sợ bạn không? Không. Có bị phun nước miếng rồi nào chưa? Không, con đó là lạc đà không bú. À, lạc đà không bú đúng không? Nhưng mà nó có từng kêu phun nước miếng á. Bị dính lần nào chưa? Chúc mừng con. Ok các bạn, muốn giới thiệu với các bạn là hôm nay mình cũng mấy tháng rồi. Mấy tháng chưa ghé Best Coffee Garden thì hôm nay lên thấy có rất là nhiều cái công trình mới. Rất là ấn tượng luôn. Ví dụ như trước mắt chúng ta, đi qua góc bên này. Trước mắt chúng ta là một cái hồ của chỉ có một bạn cá duy nhất thôi, đó là cá bò Nam Mỹ. Ha, lúc trước thì được nuôi chung cái hồ bên kia kìa. Nhưng mà anh Hòa anh mới đầu tư một cái hồ rất là lớn luôn. Mình nghĩ chắc khoảng 1, 2, 3 mét rưỡi hoặc là 4 mét gì đó. Rất là rộng rãi và mình nó thôi. Bên trong có background được bố trí những cái đá rất là đẹp, các bạn thấy không? Có nền sỏi trắng, một mình nó duy nhất thôi. Con cá bò này đặc biệt là hai dọc hai bên hông của nó là có một cái hàng gai ha các bạn ha. Hàng gai. Cái này mình nghĩ chắc là một cái loại vũ khí quá, nó mà quất vô con khác cái là chạy chỗ hết luôn á. Một mình đánh một chuồng. À, nó hút két vô miệng nó xong rồi nó xả két ra bằng mang hả? Wow, thấy chưa? Nãy con thấy luôn. Ê, hình như nó mới xả kìa. Đúng rồi. Hình như nó mới xả két ra bằng cái mang bên kia của nó đó. Ơi. Nói gì? Mẹ muốn đi cho con lạc đà. Ok, mẹ dẫn đi 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 ha. Ok, để mình nói chú mở cửa cho. Đây các bạn, con hồ cá rất là đẹp kìa, nó mới nhả cát ra kìa. Cá này mình nghĩ chắc cũng khoảng 70cm, 70-80, 70 rồi, không tới 80 đâu. Với lại là con cứ nghĩ là nó lấy cái miệng đó, nó hút mấy cái vi sinh trùng ở trên mấy cục đá dính vô hay là rêu đó. À, nó ăn rêu, cái đó là nó ăn rêu. Ồ, nó ăn rêu, vậy là nó cũng là giống như là nó cũng làm sạch rêu đồ này nọ đó, sạch hồ á. Đúng rồi, mấy con ở khu nhà con cũng vậy. Trên có một dàn đèn rất là xịn sò hả bạn ha. À, đó đang ăn cát kìa. Đó. À, đang ăn cát nó nhảy ra lại đó. Ơ, à, nhảy ra bằng mang luôn rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó. Chính xác luôn. Đây là một em bé rất là yêu thích động vật và có khả năng quan sát rất là tốt ha. Và mình cũng rất là thích như vậy. Mình thích quan sát cái hành vi của động vật, mình thích quan sát là nó vận hành như thế nào, nó ăn cái gì, làm sao nó lớn lên. À, rất là hay luôn. Đây hình như con cá mập. Y hệt cá mập luôn hả? Tại sao giống cá mập ta? À, chắc có cái vây trên đây đúng không? À. Với lại cái miệng nó cái lồng nó giống như con cá chê. À, đúng rồi, giống cá chê đen á. Đó, đi hút cát vô. Đang hút cát vô. Đó, 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 xả ra bằng mang kìa. Đó, đó, đó. Oh. Hay, hay các bạn thấy là mọi người hay nói là mình có một cái duyên với động vật, tại vì mỗi lần mà mình quay về nó là nó hay biểu diễn cho mình coi lắm, thì rõ ràng luôn mình đang nói về cái chức năng thải cát ra mang á,
đáng lát Google thêm coi nó cái động tác này, cái hành vi này nó mang cái ý nghĩa gì, nó có cái chức năng gì. Thì mình vừa nói cái là nó biểu diễn cho mình coi liền luôn. Còn bên này là cái hồ cá Ali. Ali bên kia rất là đẹp, rất là nhiều cá đủ màu, có cả khách nước ngoài tới đây nữa, có bạn Tây nhỏ cũng rất là đang rất là tò mò thích thú. Đây nè. Ôi ôi cá Ali đủ màu luôn, cái hồ rất là đẹp luôn, nhìn rất là sinh động. Cái con cá màu vàng ở trong đó nó giống như cái con cá bò Nam Mỹ á, cái con cá màu vàng ở trong này hả? À Leco này, Leco lúc mà con thấy mà con cá này nè, nó giống như con cá đó đó. Nó ăn rêu á con, nó ăn rêu á. Đúng rồi, nó là dòng cá ăn rêu á. Đây là Pleco đây, Pleco đang nằm đây, Pleco vàng đây. Đẹp ha. Rất là đủ màu, rất là sinh động. Chẳng cách sao mà các bạn thiếu nhi gọi như là tập trung ở đây rất là nhiều. Con sao con? Cá bự nhất mà con thấy là nó đây nè. Ồ đúng rồi, chú nghĩ buổi tối nếu mà tối lại xong rồi có đèn chiếu vô nó sẽ ra được nhiều màu sắc ấn tượng hơn á. Ok. Quá đẹp luôn. Kìa kìa, mở rồi kìa. Mở ra lạc đà kìa. Vô đi Bi, vô cho mấy bạn lạc đà, cho bạn lạc đà ăn đi. Chú mở kìa, nhớ cảm ơn chú nghe chưa. Này là cá chuột phải không ta? Nó nè, nó đang bơi đó. Cá chế con nhìn nó y hệt như con cá ngựa vằn luôn. Cái gì? Cá ngựa vằn. À cá ngựa vằn hả? Con chỉ nhìn nó giống giống thôi. Đúng rồi, mình nhìn cái kiểu hình nó có vằn vằn à. Quá đẹp. Ok rồi, bây giờ mình sẽ mới vừa vô chúng ta sẽ thấy hai cái hồ cá rất là to luôn. Các bạn nhỏ rất là thích thú luôn. Bây giờ chúng ta đi thăm chùa gì giờ ta? Giờ tới con nào giờ? Tới chó đi. Chó buôn pháp đi. Buôn pháp. Ê, qua thăm bạn mèo đi. Con biết đường không? Dẫn chú đi. Ok. Let's go. Có hướng dẫn viên du lịch nha. Gành lắm, dẫn đi khắp nơi luôn. Ôi bên này có buôn pháp nữa, lát mình vô buôn pháp nha. Đây là mèo, mấy bạn mèo. Còn bạn mèo sơ bồ đi đường nào ta? Anh đứng ở ngoài thôi chứ anh không có vô trong. Cũng đường này luôn hả? Rồi, mời con dẫn đường đi. Dở vô. Bên này hả? Bên này con ơi, con này, bên này, bên này. Này mấy bạn Man Cool, lần trước mình có giới thiệu rồi. Có chỗ ngồi mà. À đây. Ở đây nó cũng thôi thôi. Ủa nó ra đường này, nó ra đây đường nào ta, nó không thấy. Có cái cửa bên này nó à. Các bạn thấy xa xa đây là giống mèo servo ha, đây là servo mèo đồng cỏ, mèo châu đồng cỏ châu Phi. Mèo đồng cỏ châu Phi thì đúng ra là anh Hòa anh mở cửa cho mình vô nữa đó, nhưng mà theo anh Hòa này dự đoán thôi, có thể là nó đang mang bầu thì chúng ta vô nhiều khi chúng ta làm cho bé nó bị hoảng, nó sẽ động thai không tốt lắm, cho nên là mình nói thôi vậy khỏi, lần sau đi anh Hòa, lần sau em lên em quay mèo con luôn. À, giờ mình sẽ quay xa xa cho bạn coi thôi. Trong này cũng làm những cái đề co khúc cây trang trí rất là đẹp luôn nè. Đang anh Hòa từng nuôi cái dòng servo này đẻ rồi luôn nha các bạn. Đẻ rồi. Giờ bé này chuẩn bị mang bầu nữa.
Ok, coi sơ sơ thôi, lần sau mình sẽ quay mèo con cho các bạn coi. Hello con. Trời, không có con báo đó là họ mèo hay họ báo? Con báo hả? Con báo nó cũng là họ mèo. Con cọp cũng là họ mèo. Họ mèo nói chung. À, một bạn bully. Tự nhiên nhìn thấy mua lì nhớ rằng Lucy với em ba bê ở nhà quá. Đây. Cho con vô được không được? Ok. Ôi dồi, mát quá. Bây giờ là mình sẽ vô mấy con chó này nó xuống. Wow wow. Wow wow. Dạ, buôn pháp rồi. Sao rồi, lớp tí vậy? Tương tác được ok hết hả? Ok, nó muốn mình nựng nó. À, nó chỉ muốn mình nựng. Trời ơi. Theo. Ủa, xe ngon đâu rồi xong anh? Xong dữ, bên kia. Cái dòng buôn pháp này nó có cái gì đặc biệt so với những dòng buôn khác không em? Nghĩa là nó có cơ rồi. Cũng có cơ giống như mấy con buôn. Ờ, nó anh thấy nó cũng cơ bắp lắm á. Nó cũng có cơ gì. Nhưng mà nghe nói nó hung hơn mấy con dòng kia đúng không? Nó hung hơn. Hung hơn. Nó cũng đặc trưng hơn. Ừ. Nó anh thấy nó khá là nhanh nhẹn, nó lẹ. Sao? 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 À, gia đình buôn luôn. Gia đình buôn luôn. Đây một bạn buôn, rất là đẹp luôn. Đẹp quá. À, nếu mà nói về buôn pháp thì hôm nào mình sẽ bữa mình có trò chuyện rồi với bạn Tú. Bạn Tú thì hôm nào mình sẽ đi quay chuyên buôn pháp cho các bạn coi. Những anh em chơi chuyên về buôn pháp, còn nãy mình có hỏi sơ qua anh Hòa thì cái này anh Hòa ảnh nuôi để cho khách tới tham quan người ta chơi thôi, chứ ảnh không có gọi là nhân giống cũng như là lai tạo cái dòng này. Anh Hòa là chuyên về buôn ly với lại bốc sóc ha. Ở đây ảnh nuôi đa dạng để cho khách khứa tới, nhất là các bạn thiếu nhi tới nè, có thể chơi rồi này nọ. Con này là hiền nhất là nó có cái màu kem như thường cho con hamster bên kia. Mặt dễ thương quá. Mặt dễ thương quá. Mắt còn con. Các bạn thấy chó thì nó nói chung con nào cũng vậy, nó cũng có nhiều tính cách y như con người mình vậy. Có đứa hiếu động, có đứa thì nó thích yên tĩnh, hơi ù lì. Có đứa thì nó nhoi. Ôi, lăn xăng chưa? Lăn xăng. Ở trong này mình thấy có lúc mà lúc sợ mấy con vật cầm chó của mình đây là nó sủa đó, tại vì thấy chưa qua kìa. Này có buôn pháp nè, buôn pháp nè, buôn pháp nè, phóc sóc nè, buôn pháp nè, cái gì qua này là bu đồ nè, cô ghi nè, buôn pháp nè, này là bu đồ standard. Con bự này là bu đồ standard nha các bạn. Bu đồ tiêu chuẩn giống bự. Còn bu đồ này là nó tên là Mimi. Mimi, à Mimi. Hello Mimi. Con biết gần hết tên không? Con chỉ biết con này thôi, với lại con chó bắt cực bên kia. Con là bắt cực là Simon nè. Ờ, dạ đúng rồi. Con chó màu trắng. Ok. Dễ thương quá. Sạch sẽ, không bị hôi. Các bạn trắng này nhìn nếu mà trong phạm vi này thì mình thích các bạn màu trắng này quá. Thả ra ngoài chút xíu được không em? Được ạ. Hello. Hello. Hi. Tên gì em? Nó là tên Lùng. Tên Lùng anh. Lùng hả? Lùng. À, Lùng. Nó Lùng hơn. Trình nhắn ra, trình nhắn. Lùng ơi. Lùng ơi, Lùng. Lùng ơi. Lùng, Lùng, Lùng. 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 Em ơi.
ra là nó đi đánh hơi. À, bắt thì cái hàng của nó lùng hay lùng? Đợi em xíu nha. Rất là lực ha. Lùng ơi. Lùng ơi đừng có cắn mày. Trời ơi. Mày đi khùng con nó, tự nhiên mày cắn mày nào. Trời hú hồn, đúng gì. Thấy ghét. Nó đang điều trí đồ ăn á. Nó đang đi tại vì nó hửi mùi con này con kia đồ này nọ đó, nó nhiều bạn chó khác nhau đâu, nó đang hửi. Lùng ơi lùng. Lùng ơi. Lùng. Cái anh kia cái họng bự nhất. Cái anh này cái họng bự nhất nè. À. Cái thả anh này ra đi, anh này có vẻ biết làm trò nè. Anh này có vẻ biết làm trò nè. Cơ bắp, cơ bắp. Ok, để thả bà này ra đi. Này có lẽ là muốn gà nãy giờ đây. Bà này thì cũng trắng nhưng mà cái đầu nó có nâu nâu. Đây. Tên gì em? Đó là heo anh. Heo rồi. Heo. 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 Hey, heo biết làm trò. À, đây. Ở đây. Ở đây. Đây, đây, đây. Ôi, con ghi nó sung chưa? Nhảy tỏa tỉnh luôn. Tụi nó càng anh á. Càng anh hả? Ồ, con ga là mấy con ghi nó ga. Tại sao mày đụng ga, còn tao thì không? Cái con này thả ra nó sẽ chạy vòng vòng để nó chọc mấy con kia. À, cũng ba gai. Chạy vòng vòng để ra nhẹ đồ này nọ. Cũng ba gai. Đừng, đừng. Thôi đừng. Nó đang nhập nhập con, đừng có giật vô miệng nó. Nó chẳng á. Nhớ nha. Rồi út. Ờ, cái đuôi ngộ ha. Đuôi giống như có trái tim vậy. Đuôi nó bị thụt vô trong chút nữa nè. Dạ nó. Sao nó không nhả cho bóng ra. Ủa cái dòng phương pháp này cái đuôi tự nhiên nó ngắn vậy không? Dạ đúng rồi. Hay tự xử nhiên lý luôn anh. Đuôi tự nhiên luôn các bạn chứ không phải là xử lý ha. Con chó này nó dễ thương thiệt. Ừ. Ok các bạn. Thăm mấy bạn chó sẽ kết thúc cái video ngày hôm nay ha. Rất là nhiều bạn chó rất là dễ thương luôn. Thì mọi người mình muốn cho các em bé của nhà mình có một cái không gian vui chơi có thể tương tác với nhiều loại động vật để các bé có thể hiểu hơn về thiên nhiên, về động vật và sống xung quanh, thì có thể với tới Pet Coffee Garden số 91A Bình Long, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất là nhiều điều thú vị luôn đây. Còn em bé là như là cắm trại cuối tuần nào bắt ba mẹ dẫn tới đây riết là rành luôn, rất là tự tin, rất là năng động, dẫn chú Nam Ngô vòng giới thiệu luôn. À, tuyệt vời luôn. Ok con, bye bye khán giả cái đi. Bye bye. Bye bye. Chúc mọi người xem clip vui vẻ nha. Bye bye. Thank you em rất nhiều. Bye.